Đăng Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình do Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ 30 phút thứ sáu trên kênh HTV7. Và ngay bây giờ chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón những người đẹp của chúng ta trong Hát Mãi Ước Mơ. Đầu tiên xin mời người đẹp Võ Hạ Trâm. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ người đẹp thứ hai, nghệ sĩ ưu tú thoại mỹ mà tên thân mật khán giả vẫn gọi cô ta là mỹ. Và bây giờ cả hai người đẹp đang duyên dáng vẫy chào khán giả và bước xuống để nhường cho sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng và đặc biệt trong chương trình của chúng ta, nghệ sĩ ca sĩ Ngọc Sơn. Thưa quý vị, khi một người mẹ chịu nhiều căn bệnh quái ác trong người, người mẹ ấy, người phụ nữ ấy có thể chịu đựng một mình, có thể gánh trên người mình tất cả những nỗi đau từ thể xác cho đến tinh thần, miễn sao những người thân xung quanh của mình, đặc biệt là những đứa con của mình được mạnh khỏe. Nhưng thật oái oăm, căn bệnh đó được chẩn đoán là di truyền. Vậy thì tương lai của họ sẽ như thế nào? Mời quý vị hãy đến với người mẹ trẻ Cẩm Hường để theo dõi câu chuyện của người mẹ này nhé. Mình tên là Trần Thị Lệ, ở ấp 3 xã Long Thạnh. Công việc hàng ngày thì mình làm ruộng. Lúc rảnh thì hay đi thăm những cái nhà mà hoàn cảnh khó khăn á. Rồi đặc biệt nhưng có cái nhà của em Hường này nó quá khổ đi. Cháu nó bị bệnh là có u tủy sống. Trung tâm ung bướu là có yêu cầu là Hường bỏ cái thai đặng cứu mạng mẹ, nhưng mà Hường không có đồng ý. Hường nói là nếu mà cứu thì cứu hết, còn đi thì đi hết. Mà tại vì đó mổ bác sĩ nói bệnh này không có thuốc, nằm thì nằm dữ rồi chứ không có cơ hội để tới lui được. Tự mình cũng chẳng nơi cố lên được rồi. Mỗi lần mở ra lại hỏi nói chuyện hoài, khi mẹ cố vẽ ra đừng chơi con. Chú bị bệnh là ung thư đại tràng. Bằng uống ứng nhất rồi, vậy bây giờ rồi phải có tiền đi khám sức khỏe cho bé để coi bé có bệnh di truyền giống mình không, để sau này bé nó giống mình nó khổ lắm. Bây giờ còn cố gắng chăm học đi học, hơn là cũng ước mơ điều gì không, tôi cũng gắng học. Mình rất muốn, rất cố gắng để đem giọng hát của mình để mà thi hết mình đặng giúp cho em Hường và cháu Thảo Nguyên có một cuộc sống tốt đẹp hơn một chút. Hường ơi, con yên tâm đi, má chính cố gắng. Thank you.
quá à. Hát hay quá. Thưa quý vị, đang nghe Phê có hai câu thôi nhưng mà nghe đã quá. Chị Lệ ơi, chị Lệ, còn bây giờ em muốn hỏi thăm chị quen với gia đình của cô Vân như thế nào ạ? Trong lúc tình cờ đi khám bệnh chung á, thấy chị Vân lo cho em Hường mà không có thấy chồng của em Hường. Rồi cái mình mới hỏi, ủa tại sao không thấy chồng? Cái em Hường mới kể. Nó rất là khổ. Mình đi lên tới nhà thăm thì mới thấy sự thật. Như đúng là một người con gái hạnh phúc không có được bao lâu thì phát hiện bệnh. Ca mẫu vừa xong thì hay tin chồng đem đơn ly dị đến để mà kêu em ký tên. Mình cảm giác cái cảnh khổ của người con gái mà khi bệnh thì không có người để an ủi, còn khi cháu đã lớn thì cũng không có cha. Và ngày hôm nay có cô Vân cùng với lại cháu Thảo Nguyên nữa đúng không ạ? Dạ, con xin mời cô cũng như là mời cháu Thảo Nguyên lên sân khấu ạ. Dạ, xin chào cô ạ. Hình như con thấy chân cô không được khỏe phải không cô? Tại cái chân của cô á là mấy tháng này á không có tiền đi trị tiểu đường á, nên đường nó càng cao nên nó càng rất nhiều. Như vậy là cô bị tiểu đường, rồi chú ở nhà là cũng bị ung thư. Dạ đúng rồi. Dạ. Mà không biết tại sao gia đình lại lo lắng, bé nó có biểu hiện gì không cô? Dạ thưa, là cái lúc sanh ra là bác sĩ chẩn đoán là Thảo Nguyên sau này có thể là 50-50. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây á, con đau ở đâu? Con đau ở cái cột sống lưng của con đó hả? Dạ. Con đau nhiều không? Dạ. Trì của Thảo Nguyên bây giờ á, hình như là cũng y gan cái cảnh hơi ngày xưa mà Hường đang chuẩn bị sắp sửa bệnh á, là khi Hường ngất xỉu á, là cũng đau ngay thối lưng. Thảo Nguyên hiện bây giờ sáng nay cũng vậy mà nay có từng lễ nay rồi đi vẫn đem thuốc dán theo luôn. Bây giờ trước mắt thì thôi con nghĩ là ở đây ai giúp được thì giúp cho cô trước. Rồi chương trình mình phát sóng đó, ai đủ duyên họ giúp cho gia đình mình thêm. Con gửi gia đình mình 5 triệu ạ. Ngọc Sơn xin gửi cho gia đình cô là 10 triệu nha. Con xin chia sẻ với gia đình cô chú, với em Hường và bé Thảo Nguyên trong cái giai đoạn này. Con xin gửi cho gia đình cô chú 10 triệu nha. Cảm ơn cô Thu Mỹ nhiều. Nha con. Khỏe nha con nha, học giỏi nha con nha. Dạ, còn với con thì con cũng sẽ gửi cho gia đình của mình số tiền là 5 triệu để phụ với cô cái tiền chi phí thuốc men cho những thành viên khác trong nhà của mình cô nha. Dạ. Dạ, cảm ơn em, đã nghĩa nhiều. Dạ, và cảm ơn tất cả các vị trong ban giám khảo. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một cậu bé mới có 9 tuổi thôi. Lẽ ra ở cái tuổi này là bé sẽ được ăn, học, vui chơi như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa khác. Nhưng không, ở độ tuổi này thì ban ngày bé đi học, còn chiều tối về phải đi mò cua bắt ốc để nuôi bà nội cùng với chị gái của mình. Tôi tên là Lê Hữu Nghị, tôi sinh năm 1987. Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc ở Cần Thơ, quận Bình Thủy. Cũng trong một dịp tình cờ đi xuống tới Lai chơi thì biết được cái hoàn cảnh của cháu Vũ. Ba cũng mới mất một vài năm. Ở cái khu vực này cũng chắc thuộc gọi là vùng quá sâu quá xa rồi. Đường đi thì không có. Muốn mà đến nhà cháu là phải qua một con sông. Mà ở đây là nước sinh hoạt là cũng không có luôn. Thì muốn nước sinh hoạt là phải dùng nước dưới sông. Lắng phèn lại. Nguyễn Trường Vũ thì nó là qua giờ ngày giờ học rồi nghỉ học thì đầu buông ra đi kiếm từ con ốc con cua đó, là bơm nước ra thì nó đi theo sòng bơm nó bắt cá về bỏ trong mùng rộng để dành bà cháu ăn. Bán thì ra được 1 ký đó thì được 5 ngàn, mà được 1 ký thì nó được cũng được 50 ngàn. Con tên Nguyễn Trường Vũ, con 9 tuổi, hôm nay con học lớp 1. Con có đi bắt ốc, về bán đi kiếm tiền. Một ngày bắt được 20 ký ốc. Có gì ăn, ai cho gì, cũng đem lên cúng ba nó.
tới rồi nó cũng nhớ được nhà ba nó. Có ước mơ, có tiền, có đồ đó đo cho nó ăn học rồi cái nó lớn, nó nhờ cái thân của nó. Tôi sẽ hát cho ước mơ ba bà cháu có một số vốn để trang trải cho cuộc sống. Chào anh. À, chú Nghĩa thấy có cháu Trường Vũ hôm nay hình như đi cùng với một người thân của mình nữa đúng không ạ? Dạ em xin mời anh cùng với cháu lên sân khấu luôn ạ. Con chào các cô, các cháu. Chào con. À. Bây giờ con mơ ước cái gì? Con mơ ước không được cái gì? Con muốn đi học không? Muốn. Là thực sự ngay cả lớn lên rồi cũng vậy. Khi mất cha và vắng mẹ, tự nhiên thấy nó cứ buồn một cái là không có gì tả nổi. Huống chi là những đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương cha mẹ. Mình đồng cảm và thương lắm. À, gửi tặng cho con 5 triệu. Cả nhà đây nha. Thương lắm nha.
Con lại đây với cô. Thương con quá hả? Cô vỉ tay mặt một người chị của cô ở nước ngoài sẽ gửi cho con 20 triệu đồng nha, để cho con có một cái tài khoản nha con nha. Em muốn phụ gia đình mình 5 triệu. Về học ngoan, nhớ là phải thương bà, thương chị, lo cho bà, lo cho chị nha không? Dạ. Chú Nghĩa sẽ tặng thêm cho con 3 triệu nữa. Cảm ơn với cô với chú. Ừ. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một người đang làm rất là tròn trịa cái bổn phận của một người con hiếu thảo với mẹ của mình, và bên cạnh đó vẫn làm tròn cái trách nhiệm của một người mẹ đối với con của mình. Nhưng bất hạnh lại ập đến. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này nha. Tôi tên Trần Ngọc Nga và năm nay thì tôi 46 tuổi, và hiện tại thì tôi đang sinh sống tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong một cái lần tình cờ thì tôi lên mạng xã hội và tôi thấy được trên cái báo Dân Trí có đăng một cái bài báo về cái hoàn cảnh của em Út. Và em thì trong người thì bệnh ung thư và nuôi mẹ và con, thì ông xã thì mất. Chồng tôi mất nay 16 năm mà. Lúc chồng mất thì mới sinh con được 10 tháng. Ung thư cổ tử cung là mỗi ngày là mà phải đi xạ trị. Nó cực quá dài, cô ơi, lên nhà thấy con tôi nó cực. Tháng chín dương có con nhỏ này nó cực hả cha. Đi về cái thay đồ rồi cơm nước rồi giặt quần giặt áo rồi. Lớp nào là vệ sinh cho tôi làm đủ thứ hết trơn, không có nghĩ. Thấy con như vậy cũng đào lòng, không mà chú biết làm sao bây giờ. Mẹ rất là mệt. Mẹ hay làm khuya, là tối là hay là 9-10 giờ thì mẹ phải uống thuốc. Tới đêm mẹ mới về. Mẹ làm rất là cực. Cũng có lúc tủi thân. Cũng muốn buông, nhưng mà tại vì lớn vậy muốn có một bà để tiếp mẹ, một mình mẹ, một mình mẹ không lo nổi. Tôi sẽ hát cho ước mơ của em Út có tiền điều trị bệnh ung thư và có tiền lo cho mẹ, lo cho con để đi học. Thank you.
Dạ chào chị ạ. Hôm nay mình đến đây là mình hát thay cho gia đình của bé Út. Nhưng mà hôm nay thì bé Út không có lên đây tham gia chương trình được, là bởi vì đang ngay trong cái đợt xạ trị cho nên là không có lên được. Chúng ta sẽ kết nối trực tuyến với gia đình của bé Út nha, nhờ chương trình giúp chúng tôi kết nối ạ. Dạ chào bé Út. Dạ em chào anh Đại Nghĩa. Hôm nay là mình đang trong cái đợt xạ trị phải không Út ơi? Dạ. Từ bệnh viện mình về rồi hay là mình chưa đi? Dạ tới chiều khoảng 2 giờ em mới đi ạ. Bao lâu thì mình sẽ đến một cái đợt mình điều trị như vậy hả Út? Dạ mỗi một tuần là mình điều trị 5 ngày á. Dạ mỗi một tia của nó là 100.000. Một tuần là 500, rồi chưa kể tiền chi phí đi lại ăn ở, rồi tiền thuốc men này kia nữa. Hiện dạ. nay thì nhà mình ai làm trụ cột kinh tế vậy Út? Dạ một mình em. Trời thương ơi. Hiện nay mình làm cái gì vậy Út? Dạ em đi phụ quán cháo gà. Mấy tháng nay là do cái tình hình dịch bệnh nên là không có đi làm. Quán người ta đóng cửa nghỉ. Vậy là mấy tháng nay mình thất nghiệp, mình ở nhà luôn. Thôi bây giờ em cũng có một chút xíu chia sẻ với chị nha. Xin gửi cho chị Út 3 triệu nha. Để góp một chút xíu tình cảm của em vào để hỗ trợ cho chị trong những ngày chị xạ trị nha. Dạ, em cảm ơn. Em cũng phụ cho chị Út 3 triệu. Út ơi, anh Ba Ngọc dạ. Sơn nè. Anh Ba Ngọc Sơn nè. Biết anh không? Dạ biết. Sao biết được người Tây và gia đình mình. Anh thương lắm, anh gửi lời thăm mẹ nha. Anh Ngọc Sơn rất thương con người hiếu thảo mẹ cha nha. Anh thương lắm, thương em và thương đứa con trai nữa. Nói là mẹ đó, anh có anh Ba Ngọc Sơn thương lắm. Anh gửi tiền cho gia đình 10 triệu nha. Dạ, cảm ơn. Út ơi, còn với Nghĩa thì Đại Nghĩa sẽ gửi tặng cho gia đình mình cũng 3 triệu Út nha. Để hỗ trợ cho gia đình của mình một phần nào đó tiền thuốc men Út ha. Cố gắng lên mạnh mẽ lên, nghị lực lên nha. Vẫn còn một cậu con trai khôi ngô, thông minh, sáng láng, khỏe mạnh. Có thể sẽ là một cái tương lai không xa, sẽ hỗ trợ được cho mình, giúp đỡ được cho mình trong những cái hoàn cảnh khó khăn này Út nha. Cố gắng lên nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, bây giờ thì chào tạm biệt Út nha. Tạm biệt. Dạ. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Tôi là Võ Thị Thanh Hiếu, tôi 39 tuổi, hiện sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi muốn hát để giúp cho hoàn cảnh của anh họ tôi là anh Trần Hoàng Như. Anh Như là lâm vào cái tình cảnh là rất là khó khăn, là bệnh viện xác nhận là anh Như bị ung thư máu. Hiện tại anh Như có một vợ với lại ba đứa con nhỏ, là đứa lớn nhất hơn 2 tuổi và hai bé song sinh được gần 3 tháng tuổi. Anh Như hồi đó giờ là anh muốn có cái gia đình hạnh phúc. Tại vì anh Như nói thật ra là trước anh bị cái anh Như sinh ra là khiếm khuyết của phận sinh dục. Khi mà thấy anh Như có được đứa con trai đầu lòng á, là giống như là không phải cái hạnh phúc đó riêng của anh Như nữa, mà anh chị em á là ngồi lại nói với nhau là mừng cho anh Như á. Bởi vì em còn cha già và mẹ nữa, lỡ mà em có bệnh gì xảy ra mà không biết những người ba mẹ em là con em và vợ em không biết sẽ đi về đâu nữa. Chỉ mong á là qua cái chương trình này nè, mình sẽ hát để nhận được cái phần thưởng và đem cái phần thưởng đó để tặng cho anh Như, để anh Như tiếp tục mà điều trị. Anh Như anh hãy cố gắng lên và chiến thắng bệnh tật để sống vui vẻ với vợ con và gia đình của anh nha anh Như.
Chào em. À, hôm nay Như cũng có đến đây đúng không? Anh mời Như lên đây nha. Dạ, em chào anh chú Ngọc Sơn và chị A Trâm và cô Thọ Mỹ. Chào em. Em cảm ơn chương trình đã giúp đỡ em đến với chương trình hôm nay. Em mong ước được có được một sức khỏe bình thường như bao người khác để cho sau này để lo cho con em, vợ và ba mẹ em nữa. Hiện nay thì bây giờ mình còn đi làm được không Như? Dạ không. Ừ, vậy thì bây giờ ai là người làm ra tiền trong nhà của mình? Dạ em còn ở chung với anh hai nên anh hai còn phụ giúp đỡ em làm. Hiện nay thì cái bệnh tình của em như thế nào rồi? À, hướng điều trị là bác sĩ cho em vô quá chắc mà bác sĩ nói vô quá chắc là tốn tiền cao lắm, em gia đình không đủ số tiền để lo để vô quá chắc. Trong các ung thư là cái bệnh ung thư máu là khủng khiếp á, một trong những cái bệnh không phải nói là bệnh nan y. Cố gắng lên nha, cố gắng lên chữa trị thật tốt, anh phụ cho gia đình 5 triệu nha. Dạ, cảm ơn rất. Hôm nay Như đi cùng với ai em? Dạ em đi với mẹ em. Dạ xin mời cô lên sân khấu luôn ạ. À, con mình được đứng trên đại diện anh nước mơ rất là xúc động. Gia đình cha mẹ hai bên rất là nghèo, không có giúp gì được cho con. Như ơi, nghe qua cái hoàn cảnh của Như á, chị Mỹ rất là thương, mong rằng là em sẽ điều trị được khỏi ha. Và hôm nay chị cũng chia sẻ một chút xíu tấm lòng của chị gửi đến Như, số tiền là 5 triệu đồng. Trâm cũng phụ cho gia đình mình 5 triệu nha. Con gửi thêm 5 triệu nữa giao cho cô chú đã rồi gửi cho em. Dạ, con chạy con thương quá, con thương quá. Trời ơi, con thương lắm nha, thương gia đình tội nghiệp quá. Rất là xúc động. Còn anh thì anh sẽ gửi thêm cho em 3 triệu đồng nữa Như ha. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số từ chiếc máy chấm điểm thông minh. Xin mời. Như vậy là vòng đầu tiên này thì chị Lệ là có điểm số cao hơn hết so với tất cả mọi người, nên chị được quyền là chọn một trong ba người còn lại để hát song ca cùng với mình ở vòng sau. Chị sẽ chọn ai ạ? Dạ em xin chọn em Hữu Nghị. Như vậy là chị Lệ sát cùng với Hữu Nghị, còn chị Nga sát cùng với Hiếu ở vòng sau nha. Xin mời chiếc máy bấm nút chọn bài hát của chương trình. Mời hai chị em đặt tay vào nút bấm, cùng bấm để mình chọn bài hát dành cho vòng sau nha. Bắt đầu. Chợ mới cũng là một bài rất là quen thuộc. Trước cho hai chị em sẽ có một cái phần trình diễn tuyệt vời ở vòng 2. Mời hai chị em về chỗ. Tiếp theo xin mời chị Nga và Hiếu. Chuẩn bị. Bắt đầu. Tông cổ em không buồn nữa chị ơi, phù hợp với hai chị em luôn. Em không buồn nữa chị ơi nha. Mời hai chị em về chỗ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với vòng 2, vòng mang tên chinh phục.
Cổ em không buồn nữa chị ơi, với phần dự thi của chị Ngọc Nga và Thanh Hiếu. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Cái tay cầm mà bóp bóp hoài vậy Nga. Vậy cứ rung cứ bóp quèo quèo quèo. Để giờ tôi nhìn hai chị em ăn ủi cho bé Hiếu. Bé Hiếu đó. Đó, cả nhà thấy nghệ thuật cải lương chưa? Cải lương sống rất là tình cảm. Và anh quý, anh thương hai em lắm. Giọng của Hiếu thì hôm nay bị rung. Rung là chuyện bình thường, tại vì có nhiều cái xúc cảm, hơi chịch choạc một chút, nhưng vẫn thấy rất là ngọt ngào, tình cảm. Giọng của Nga, giọng của em là giống ai biết không? Cô Lệ Thủy. Dạ. Không có ai nói giống, không có ai nói giống cô Lệ Thủy. Giống nha, na ná, âm sắc đẹp mà tự nhiên nó ngọt ngào lắm. Chúc mừng hai em nha. Thương quá. Dạ, đi là thương cảm đi. Cảm ơn bạn học sinh. Thôi dòng sông
Vừa ca xong cái giám khảo đồng loạt hay quá luôn. Đã quá hả? Dạ chị đã, sao chị Mỹ, mời chị chia sẻ. Thiệt là hai cái hơi này xong nó ăn nhau dữ vậy không biết nữa. Thiệt, rất là hòa quyện luôn á. Nó chân chất mà nó rất là dễ thương luôn á. Dạ cảm ơn chị Thầy Mỹ. Thế còn với Hà Trâm, xem có cảm giác ghiền hay đã giống như chị Mỹ chưa? Em thấy hai anh chị hát rất là hay và thích cái nét diễn của hai anh chị lắm. Giọng nam rền dưới giọng nữ bay ở trên, nghe nó rất là hay. Chúc mừng anh chị rất là nhiều. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại tất cả các thí sinh trong vòng thi này. Xin mời chị Ngọc Nga và Thanh Hiếu quay trở lại sân khấu. Và bây giờ sẽ là phần điểm số từ ban giám khảo. Xin mời. Đầu tiên sẽ điểm từ giám khảo Ngọc Sơn. Tiếp theo điểm từ giám khảo Võ Hà Trâm. Và cuối cùng điểm của giám khảo Thoại Mỹ. Chị Lệ và Hữu Nghị là thí sinh có điểm số cao sau 2 vòng thi. Và chúng ta sẽ bước tiếp vào vòng thi cuối cùng. Còn với chị Ngọc Nga và Thanh Hiếu, chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Mỗi người sẽ nhận một giải thưởng khuyến khích trị giá 8 triệu đồng. Em sẽ mời chị Thầy Mỹ và anh Ngọc Sơn sẽ lên trao 2 bảng tiền thưởng cho chị Ngọc Nga và Thanh Hiếu. Cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn và giám khảo Thoại Mỹ. Rất cảm ơn chị Ngọc Nga, cảm ơn Thanh Hiếu đã đến với Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay để có thể chia sẻ những câu chuyện để mọi người qua đó biết nhiều hơn và có thể hỗ trợ nhiều hơn cho những hoàn cảnh khó khăn. Còn bây giờ, chị Lệ cùng với Hữu Nghị, chúng ta sẽ chuẩn bị để bước vào vòng thi cuối cùng, vòng thi mang tên Tỏa Sáng. Lòng lòng rơi cần chiếc thuyền.
lương lắm anh Kiên, cái tiền đời lắm. Anh Tết không? Anh Kiên ở rất là lạ. Na ná giống nhau. Mình quay qua cái hỏi ủa sao kỳ vậy? Cái này em không biết chưa, cái này phải nhờ các vị giám khảo chuyên môn. Trong cái bài hát này á, là chị Lệ diễn tả rất là tình cảm, rất là ngọt ngào. Không sao hết, đừng lo nha chị nha. Còn Nghị thì khỏi nói rồi. Cái giọng thì rên, giọng ca rất là ngọt. À, cũng có sơ sót một chút xíu thôi, nhưng mà cái này là không đáng nói ha. Chúc mừng. Dạ, xin mời ý kiến từ giám khảo Ngọc Sơn ạ. Cả nhà rất thông cảm, nghệ thuật cải lương nó rất là khó. Tại vì mỗi cái bài hát nó phân nhịp kiểu khác, chạch choạc một chút xíu. Nhưng tôi vẫn cảm được cái hồn, cái tình và giọng hát độc đáo của hai nghệ sĩ này. Chúc mừng hai. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ là điểm số từ ban giám khảo. Đầu tiên sẽ là điểm từ giám khảo Ngọc Sơn. Tiếp theo, điểm từ giám khảo Võ Hạ Trâm. 19 điểm cho Hữu Nghị và 19 điểm cho chị Trần Thị Lệ. Cuối cùng, điểm từ giám khảo Thoại Mỹ. Như vậy là điểm số từ ban giám khảo là dành cho hai thí sinh của chúng ta ngang bằng nhau. Mỗi người đều có 58 điểm. Vậy thì bây giờ tất cả sẽ tùy thuộc vào điểm số đến từ chiếc máy chấm điểm thông minh quyết định 40% điểm của chúng ta. Bắt đầu. Chị Lệ căng thẳng dữ chị Lệ. Không dám nhìn. Ngang bằng nhau là 96 điểm cho Hữu Nghị và 96 điểm cho chị Lệ ở đây. Và như vậy là điểm thưởng này sẽ quyết định là hôm nay chúng ta sẽ nhận hai giải thưởng bằng nhau. Giải thưởng của chúng tôi, giải nhất và giải nhì sẽ cộng lại và chia đôi. Xin mời ba vị giám khảo sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao hai bảng tiền thưởng cho Hữu Nghị và chị Trần Thị Lệ. Và mỗi người sẽ nhận một bảng tiền thưởng trị giá là 17 triệu đồng. Và thưa quý vị khán giả, chúng tôi vẫn sẽ còn đến với quý vị khán giả trong những tuần sắp tới kể cho quý vị nghe những câu chuyện mà cần sự chia sẻ của chúng ta để gắn kết và lan tỏa những yêu thương. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 19:30 thứ sáu trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Giấc mơ xanh trong đêm.